Này cô kia, có chuyện gì vậy hả? Đại bông này có phải của cô không? Ủa sao nó lại ở đây? Cảm ơn anh nha. Làm sao cẩn thận chút nha. Ủa cô đeo không được hả? Tại tôi không thấy nên đeo hơi khó ấy. Đây đây, để tôi đeo cho, chứ để cô đeo tới Tết mới xong á. À thôi không cần đâu, như vậy tôi ngại lắm. Có cái gì đâu mà tôi đây, tôi với cô có gì đâu mà ngại. Bây giờ tôi đeo cho, chứ cô không thấy là ngày mai mất nữa nha. Ủa được rồi ạ, cảm ơn anh nha. Không có gì. Thôi, không dụ được giám đốc, bây giờ chuyển qua dụ dỗ luôn trưởng phòng nhân sự hả? Tính một lúc gom luôn cả hai anh chứ gì. Mà cô cũng khôn khéo phết đấy, biết lựa người để gom ghê. Em nói cái gì vậy Quyên? Thì em thấy sao, thì em nói vậy thôi. Tại anh còn non cho nên mới bị cô ta qua mặt. Chứ cái loại người như cô ta á, em nhìn một cái á là đã biết cô ta sắp giở trò gì rồi. Bông tai thì đẹp đó, nhưng mà người thì không có đẹp đâu. Bớt ảo tưởng vị trí của mình lại đi. Cô quá đáng vừa thôi nhá. Từ lúc tôi vào công ty, lúc nào cô cũng kiếm chuyện về tôi. Như vậy là sao hả? Tại vì tao không muốn cáo già hồ ly xuất hiện ở công ty này, dụ dỗ hết người này tới người kia. Mà tao nói luôn, mày quyến rũ ai thì quyến rũ, tao không quan tâm. Nhưng mà mày quyến rũ anh Toàn với anh Bảo á, thì không có yên với tao đâu. Em, mày có tin tao chặt hết mũi cáo của mày không? Em kiếm chuyện đủ chưa? Cô đi về đi, cô ta không có ý gì đâu. Về cẩn thận đó. Tôi biết rồi, tôi về trước đây. Nè cô đi trễ 5 phút rồi đó nghe. Dạ, con đi chợ mua đồ nấu ăn chứ không phải đi trễ đâu cô. Sao cô biết nhà tôi thích ăn món gì mà cô tự đi chợ gì hả? À, anh Toàn nói con là có mua cá lóc nấu canh chua ấy cô, chứ không phải con đi trễ đâu. Vậy thôi cô vô bếp cô làm đi. Nè, nhớ lau dọn cái bếp cho sạch sẽ nha. Tôi thấy cái bếp dơ là tôi khó chịu lắm đó. Dạ, con biết rồi ạ. Dạ, con chào cô. Cô có khỏe không cô? À, cô khỏe. Trời ơi, con qua chơi hả? Vô ngồi con, vô ngồi. Dạ. Cô cứ ghẹo con hoài à. Con á, làm sao mà xinh đẹp bằng cô được. Ờ, à, Ngọc ơi, đem nước lên cho khách con. Nè, mẹ con khỏe không? Dạ. Nghe nói là công ty của mẹ con phát triển dữ lắm ha. Mở thêm mấy chi nhánh ở miền Tây đúng không con? Dạ đúng rồi. Nước của cô đây ạ. Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây? Con quen cô ta hả? À không cô, cái loại giúp việc dơ bẩn như vậy á, làm sao mà con quen được. Con chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi. Chứ con nghĩ á, nhà con như thế nào mà lại quen biết với những kẻ làm công việc thấp kém như vậy. Nước của cô đây ạ. Khoan, tao chưa nói hết mà mày đi đâu vậy hả? Tôi còn phải xuống nấu cơm. Bận rộn dữ ha. Cô à, con thấy giúp việc nhà cô hơi bố láo rồi đấy. Vậy hả con? Mà cô thấy nó có gì đâu con. Nhưng mà con thấy cái loại này á cần phải dạy dỗ lại, để biết cách đối đãi với khách của chủ nhà như thế nào. Con thấy á là cô hiền quá, nên để cô ta muốn làm gì thì làm đúng không? Ngày hôm nay á, con phải thay mặt cô dạy dỗ lại nó. Chứ không á, con sợ sau này á nó leo lên đầu lên cổ của nó ngồi đó. Cô tính làm gì hả? Sao mày lại nghĩ xấu về tao nữa rồi? Nếu mày á đã nghĩ như vậy á thì để tao làm cho mày coi. Ý, tao lỡ tay. Mày lao giùm tao nha. Tao xin lỗi. Được rồi, tôi sẽ lau. Khoan, mày lau bằng tay cho tao. Tại sao tôi phải lau bằng tay hả? Người ta phát minh ra cây lau nhà làm gì? Cô có phải là chủ nhà đâu mà cô quá đáng như vậy. Tôi nhớ là tôi gặp cô có mấy lần thôi mà. Sao cô ghét tôi vậy à? Tao thích vậy đó. Rồi mày nhắm mày làm cái gì được tao? Thôi, con dâu tôi nó kêu cô làm gì thì cô làm đi. Nó là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này đó. Cô có muốn làm hay là cô muốn tôi đổi gì cô đây? Đã làm giúp việc nhà rồi mà còn sợ dơ bẩn nữa hả? Thì thôi cô ở nhà đi. Có muốn làm hay không? Hay là muốn bị đuổi việc? Dạ. Cô đứng dậy lấy cái lau nhà mà lau. Còn em nữa, sao thích làm khó người ta quá vậy? Cô ta chỉ là loại giúp việc dơ bẩn, thấp kém thôi mà. Mắc mối gì anh bên cô ta như vậy?
Mấy cái công việc này á thì kẻ giúp việc như cô ta làm thì có gì là sai? Không lẽ muốn giúp việc về để thờ cúng hay gì? Ủa, giúp việc là không được tôn trọng hả? Nghề nào kiếm tiền chân chính thì đáng được tôn trọng như nhau hết. Anh mướn cô ta về là để nấu cơm dọn dẹp, chứ không phải là để cho em hành hạ đâu. Còn cô, đi làm công việc của mình đi. Tôi biết rồi. Thôi đi, hai đứa này thiệt tình à, đang vui vẻ. Nè Toàn, con ngồi xuống đi. Con bé Quyên nó qua đây á là nó muốn nói chuyện với con đó. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây. Khi nào có cơm thì gọi con xuống. Trời ơi, Toàn! Toàn!